mãi hưng hờ Chúa vẫn đợi chờ con Chờ con trở về với Chúa Chờ con dù hết tội đời Xin cho con một trái tim nồng ấm Đừng thờ ơ với mọi người xung quanh Hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa thứ tha lỗi lầm dù tội con có đó như son Chúa vẫn tha khi con cầu khẩn hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa vui an vô về dòng đời con bao nỗi chôn chuyên tin tha nơi này còn con mãi bình yên tại chúa lòng thương xót chúa vô bờ sao con mãi hưng hờ chúa vẫn đợi chờ con chờ con trở về với chúa chờ con dù hết tội đời xin cho con lòng tin yêu cậy mến để người ca chúa giàu lòng bao Hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa thứ tha lỗi lầm dù tội con có đó như son Chúa vẫn tha khi con Lời Chúa Thứ Bảy sau Chủ nhật thứ Tư mùa chay Ngày 16 tháng 3, 2024 Thưa anh chị và các bạn Hôm nay là ngày thứ Bảy sau Chủ nhật thứ Tư mùa chay Và cũng là ngày thứ 32 Trong 40 ngày chay thánh Hành trình vào trong sa mạc tĩnh tâm với chủ đề về với lòng xót thương với chủ đề về với lòng xót thương vâng thưa anh chị em phải về thôi cùng với đức Maria chúng ta bước vào trong sa mạc hành trình của đời của mình đức Maria đã âm thầm ghi nhớ tất cả những sự kiện suy đi nghĩ lại trong lòng xin mẹ cho mỗi người trong hành trình 40 ngày vào trong sa mạc cũng biết suy đi nghĩ lại những sự kiện, những biến cố trong cuộc đời của mình. Những gì Chúa cho xảy đến để mình cảm nhận được rằng bàn tay của Chúa, lòng thương xót của Chúa qua những sự kiện, qua những biến cố ấy, dù là những điều may hay là thế gian gọi là hên hay là xui, thế gian gọi là may hay là rủi, thế gian gọi là trúng um, chúng số hay tới số, tất cả những chuyện đó không có may rủi hên xui gì cả mọi sự xảy đến đều nằm trong thánh ý của Chúa và cùng với Đức Mẹ, anh chị em mình hãy suy đi nghĩ lại những biến cố ấy để cảm nhận rằng dấu chỉ lòng thương xót của Chúa trong những sự kiện, những biến cố xảy đến trong cuộc đời của mình, nhất là những biến cố đau thương trong cuộc đời. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ bảy sau Chúa Nhật thứ tư mùa chay. Bài đọc một trong sách ngôn sứ Jeremia chương 11 câu 18 đến câu 20. Bài trích sách ngôn sứ Jeremia. Đức Chúa đã báo cho tôi và tôi đã biết. Bây giờ người cho tôi thấy âm mưu của chúng. Phần con, con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. Con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo nhau, cây đương sức nào ta chặt nó đi loại nó ra khỏi đất dành cho cả sống để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa. Nhưng lạy Chúa các đạo binh, Ngài công minh khi xét xử, Ngài thấu suốt tâm can từng găng tấc. Con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Đó là lời Chúa. Mấy anh lập lại câu đáp. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài. Xin cứu vớt và giải thoát con khỏi tay mọi người đang đuổi bắt, kéo họ vồ lấy con, xe nát như sư tử mà không người giải thoát. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài. Xin Chúa xử cho con vì con công trinh và vô tội. Lạy Thiên Chúa công minh, Chúa dò thâu lòng dạ con người. Xin làm cho bọn ác nhân hết đường tác hại và cho người công chính được vững vàng. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ân nâu bên Ngài. Khiên mộc che chờ tôi là Thiên Chúa, đừng cứu độ những ai có lòng ngay thẳng. Thiên Chúa là thâm phán công minh, ngày ngày Chúa đe dọa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ân nâu bên Ngài. Tung hô tin mừng. Hạnh phúc thay người thành tâm thiện tri, hằng ấp ú lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Mình anh mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 7 câu 40 đến câu 53. ba tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem. Trong dân chúng có những người nghe các lời của Đức Giêsu thì nói: Ông này thật là vị ngôn sứ. Kẻ khác rằng ông này là Đấng Kitô, nhưng có kẻ lại nói: Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilee sao? Nào kinh thánh đã chẳng nói Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao? Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt người nhưng chẳng có ai trả tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người pha ri siêu Họ liền hỏi chúng: Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây? Các vệ binh trả lời xưa này chưa hề có ai nói năng như người ấy. Người pha ri liền nói với chúng, cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới pha ri đã có một ai tin vào tên ấy đâu. Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. <laughs> trong nhóm pha ri có một người tên là Nicodemus, trước đây đã đến gặp ông đã đến gặp đức giêsu ông nói với họ lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không họ đáp cả ông nữa ông cũng là người galile sao ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy không một ngôn sứ nào xuất thân từ galile cả sau đó ai trở về nhà mình đó là lời Chúa. Lời Chúa kỳ ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang ở trong sa mạc. 40 ngày cùng với Đức Giêsu để cầu nguyện và chịu cám dỗ trong lúc bị cám dỗ đó là âm mưu của ma quỷ nó tìm mọi cách nó lôi kéo chúng ta đang ở trong ánh sáng vào trong bóng tối trong sách ngôn sứ Jeremia Đức Chúa đã báo cho tôi và tôi đã biết bây giờ người cho tôi thấy âm mưu của chúng Chúa cho Jeremia thấy được âm mưu của ma quỷ của sự giữ đang tìm mọi cách quấy phá Ngày hôm nay Ma quỷ sự giữ Cũng tìm mọi cách để quấy phá Đặc biệt là công cuộc lòng Chúa thương xót Như Chúa nói với Thánh nữ Faustina Trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi Công cuộc này sẽ có lúc dường như bị dập tắt Cũng có lúc mà chúng ta thấy ảnh cũng bị gỡ, sách nhật ký bị cấm đọc, chuỗi lòng thơ sót không được cầu nguyện lần bằng chuỗi lòng thơ sót. Vì có một sự hiểu lầm nào đó trong bản dịch về sách uh, nhật ký lòng thơ sót Chúa nơi linh hồn tôi, phải đến 50 năm, 60 năm sau, khi mà Đức Gia Hoàng Doan Phá Đệ Nhị, Thánh Giáo Hoàng Doan Phá Đệ Nhị, tông đồ lòng thơ xót. Ngài giải gỡ giải oan và ngài cho điều tra cẩn thận về nhật ký lòng thơ xót chúa và đã cho phổ biến cuốn nhật ký lòng thơ xót chúa nơi linh hồn tôi trong hội thánh là một cuốn sách đã được phép xuất bản được phép đọc rồi phong thánh nữ tu Faustina lên bậc hiền thánh ngày 30 tháng 4 năm 2000 đồng thời lập nên đại lễ lòng thương xót Chúa sau Chúa Nhật thứ nhất phục sinh là vào chủ Nhật thứ hai phục sinh là đại lễ kinh lòng Chúa thương xót và Thánh giáo hoàng John Paul đề nghị truyền mừng cho toàn giáo hội mà cho tới ngày hôm nay đã 24 năm trôi qua có nhiều nơi vẫn chưa biết đến lễ lòng thương xót Chúa chưa cử hành đại lễ lòng thương xót Chúa có nhiều nơi vẫn chưa biết lần chuỗi lòng thư xót chúa và cũng chưa có loan truyền lòng thư xuất của chúa thì khi công cuộc loan truyền lòng thư xót chúa này chúa nói với thánh nữ Faustina là có lúc bị dường như dập tắt và sẽ có lúc lên đến, đến vinh quang vì sẽ có rất nhiều người được biết đến lòng thư xuất của chúa cho dù nó có trồi sụt như thế nào đi nữa Thì Chúa bảo vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Chúa Vẫn nằm trong chương trình, trong kế hoạch của Chúa Để những người đi vào con đường lòng thưa xót Biết rằng là những lúc khó khăn, những lúc thử thách Là những lúc mình đi đúng đường Mình đi con đường thưa xót là con đường thập giá Con đường khổ đau, con đường của thử thách Con đường của cam go Và nhiều người đã không trung thành được Nhiều người đã bỏ cuộc không đi đến cùng được chúng ta đang đi trên con đường đó và những ngày tĩnh tâm này để giúp cho mình à, đi một chặng đường rồi giờ ngồi lại thực gọi chặng đường vừa qua mình đã đi như thế nào chặng đường vừa qua chúa đã đồng hành với mình như thế nào và chặng đường vừa qua mình đã làm được những gì bởi nhờ quyền năng lòng thương xót chúa rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục lên đường mình biết được âm mưu của ma quỷ Người cho tôi biết được âm mưu của nó là tìm mọi cách quấy phá Tìm mọi cách cản trở Gọi là thù trong giặc ngoài Đủ hết mọi, đủ mọi cách mọi kiểu Đang yên đang hàn Đùng cái con tên nó dở chứng làm chuyện này Đang yên đang hàn Đùng cái có công việc này nó xảy ra Đang yên đang hàn Tự nhiên thằng nó dở chứng nó, nó phản thầy rồi nó làm những cái việc mà kinh thiên động địa không thể tưởng tượng nổi làm cho những người mà đi theo lòng thương xót Chúa cảm thấy hoang mang, cảm thấy chơi vơi, cảm thấy trao đảo âm mưu của ma quỷ. Hãy vững tin rằng là Chúa cho tôi thấy âm mưu của nó. Còn chúng ta thân phận con người yếu đuối gặp những khó khăn, gặp những thử thách đó thì mình thấy được như Jeremia. phần con con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. Con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Đó, thân phận của chúng ta, những tông đồ lòng thương xót Chúa là như con chiên bị đem đi làm thịt mà chẳng biết rằng họ đang âm mưu hại mình. Làm sao biết được? Mình chỉ có tin thác vào Chúa để Chúa đưa dắt mình, Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa đưa tôi qua những thung lũng, qua những núi đồi vân vân. Rồi Chúa giải thoát tôi khỏi âm mưu của ma quỷ, của sự dữ. Có nhiều lần tôi thấy Chúa cứu chúng tôi một bàn thua trông thấy rõ ràng lắm thưa anh chị em. Có những cái biến cố mà nó xảy đến nhiều khi mình không biết, không hiểu. Nhưng khi đó, bây giờ mình nhìn lại mới thấy rằng đúng là bàn tay của Chúa có nhiều người bây giờ cứ ngồi tiếc hồi hội bảo ước chi giáo điểm tin mừng không bị giải tán đức chi còn giáo điểm tin mừng tôi nói nếu còn giáo điểm tin mừng bây giờ mình có còn ngồi đây được nữa hay không lý do dịch covid đến trước có hai tháng thôi vừa mới rút êm rút an toàn trong trật tự uh, hiên ngang bước ra thì covid đã bước vào mà nếu mà cứ ở đó suốt ngày này qua tháng nọ với 50.000 người mà trên một khoảng rộng chỉ có 5 cho đến 7.000 mét vuông tin chít vào với nhau thì anh chị em thấy Covid nó lây cỡ nào? Người ta đứng sát vào với nhau như thế này và nắng rồi mưa rồi thì mồ hôi rồi đủ mọi thứ môi trường chung quanh dày đặc như vậy thì làm sao thoát khỏi lây Covid? Cho nên Chúa cho mình thấy được bàn tay của Ngài Qua những biến cố mà mình chịu khó ngồi tĩnh tâm lắng lại Mới thấy được thưa anh chị em Bây giờ mới thấy cảm tạ Chúa Và nhờ Vậy mà chúng ta Chúng tôi về trung tâm một phụ này Có được điều kiện Thứ nhất là nghỉ ngơi cho thân thể mình Cho thân xác mình Cho tâm thần mình Cho tâm đời sống tâm linh mình Nó ổn định lại Múc lấy kín múc lấy năng lượng Nạp điện lại chứ sắp hết điện rồi để nạp thôi, mình cứ cho đi, mình cho đi làm việc hết ngày này qua tháng nọ, cứ từ sáu giờ sáng đến mười hai giờ đêm, liên lỉ liên lỉ như vậy hơn ba năm trời, sức nào chịu nổi? Với áp lực quá mạnh từ bên ngoài bên trong đủ mọi thứ, Chúa cất về, đâu phải chỉ để nghỉ ngơi mà để làm việc khác, cũng như thế này mà làm cách khác và cách này nó an toàn hơn, cách này nó hiệu quả hơn, mặc dù ta nhìn ta có vẻ như là không thấy gì cả. Cái mà không thấy nó lại có hiệu quả hơn cái mà ta thấy. Ta thấy đông mà trong số đông đó được bao nhiêu người quay trở về, được bao nhiêu người tin và thác vào Chúa. Bề ta không thấy ai cả mà ở đâu cũng có biết đến lòng thương xót Chúa, ở đâu cũng nghe về lòng thương xót Chúa. Tôi thấy mấy người bên Mỹ về thăm ghé lại Bảo sao biết và tôi con nghe trên mạng hoài Ngày nào con nghe không nghe không chịu được Mà tôi đâu biết họ tôi đâu biết tên tuổi họ ở đâu đâu mà họ vẫn về thăm và bảo Bé mới sinh có hai tháng cho nó nghe từ trong bụng mẹ cho tới bây giờ Bữa nào mà không nghe nó dẫy nó khóc tùm lum la hết Hay là biết bao nhiêu người ngoài đạo Đến họ nói thì cha con không có đạo Nhưng mà con nghe quen tai lắm rồi Con cầu nguyện lòng thương cho chúa mỗi ngày Mà chú con không có đạo Thế gì tôi đang cho mình thấy âm mưu của ma quỷ nó muốn quấy phá thì Chúa sẽ bẻ sang một cách khác, cách khác và hiệu quả hơn. Có thể mình không thấy, sao thấy được? Ở đây mình cứ giảng thôi, mình biết bao nhiêu người nghe, biết bao nhiêu nước nghe, biết họ nghe thì họ phản ứng như thế nào, họ được ân phúc như thế nào sau khi nghe, đâu có biết được. Rồi từ từ Chúa cho mình biết, từ từ Chúa cho mình thấy được. Nhất là những điểm hẹn Chúa Nhật, người ta đến, người ta làm chứng, người ta chia sẻ chối đâu được Người thật việc thật mà Bạn thấy không ạ Rồi những chuyến công tác bác ái Mình có thể đi được Thoải mái Có giờ để mà đi uh, cầu nguyện Có giờ để dọn bài cho cẩn thận Có giờ để thăm năm, anh non anh em Có giờ để đi giải tội chăm, chăm sóc cho anh em Thích thú quá chứ Và nếu mà mình không thấy được như vậy Mình sẽ nói uh, ma quỷ nó quấy phá quá và nó bảo với nhau là ta cây đương sức ta chặt nó đi loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa cây đương sức chặt nó đi loại ra khỏi đất dành cho kẻ sống đang hăng hái làm việc sung sức như thế này chặt một phát ngưng đang đưa dệt à, chỉ đời mình Chú đưa tay cất đứt ngay hàng chỉ và ma quỷ nó vỗ tay nó bảo Ô oh, chặt nó đi rồi Xóa nhòa tên tuổi nó ra khỏi cuộc đời này Không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa Có lần mà họ đánh tôi đến mức độ mà xuống tận vực thẳm Họ đã viết báo mà lấy tên là Linh Mục Trần Đình Long Họ không cho đăng Họ bảo đổi tên khác thì cho đăng Tôi nói tên tôi là Tên tôi sao bắt đầu. bảo Nếu để tên thì đăng không có được Tế nhị thôi chịu khó một chút Rút lui vào bóng tối đi Tôi nói được Tôi ghi tên là ừ lãng tử Tôi lấy tên lãng tử Từ đó tôi hay gọi người ta gọi Linh mục lãng tử hay tu sĩ lãng tử là vì như vậy Thế thôi Xóa nhòa tên tuổi mình Họ không cho chống... Thế cái tên mình là nó khó chịu Mới dập 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 đủ thứ hết Thì thôi rút vào bóng tối có sao đâu Mới là Chúa được vinh quang Và thực sự là Chúa được vinh quang và thực sự là công việc đó hiệu quả hơn Và thực sự đó là nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa hơn Nhiều người, nhiều nước, nhiều nơi biết đến lòng thương xót Chúa hơn Và ơn Chúa vẫn ban tràn đầy cho họ Đâu cần phải họ đến, đâu cần phải họ tập trung như là trước đâu Để mà mất trật tự, để mà có nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh Bạn có thấy điều đó không ạ? Bạn có cảm nhận thấy điều đó không? Hay bạn còn ngồi, bạn núi, núi tiếc Trời tiếc quá Cuộc đời này mọi sự xảy ra đều trong thanh ý của Chúa Tiếc có lấy lại được không? Không Mày Tiếc lắm gì? Mà ừ, tiếc có chắc chắn là đã tốt chưa? Chưa Vì nếu tiếp tục thì ta, tôi thấy biết bao nhiêu cái vấn đề nó xảy ra Như ta thấy dịch Covid chẳng hạn Mà biết bao nhiêu chuyện tệ nạn nữa có thể nó sẽ kéo hệ lụy sau nếu, nếu mà cứ càng ngày xuống ngày càng đông Vì thế mà người công chính ấy người bị bách hại ấy nói với chúa rằng là lạy chúa các đạo binh chúa công minh khi xét xử và thấu suốt tâm can từng gang tất con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng Vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài Cứ trình bày với Chúa Giải bày cơ sự với Chúa Vì Chúa là đấng công minh khi xét xử Thấu suốt tâm can từng gang tất Nhớ điều đó để những cái gì xảy ra ta biết rằng là chú hiểu chú thấu chú biết hết thấu suốt tâm can từng gan tất biết anh âm mưu chuyện gì anh chống phá lòng thơ xót Chúa, Biết anh lợi dụng lòng thơ xót Chúa anh để làm cái gì, bị anh ganh tị trong công cuộc loan truyền lòng thơ xót Chúa của người khác, biết anh đang mưu mô nói xấu, mưu mô rêu rao, mưu mô làm chuyện này chuyện kia lên mạng để mà dập tắt công cuộc loan truyền lòng thơ xót Chúa này, Chúa biết hết, Chúa thấu suốt tâm can từng gan tất và Chúa trị tội thật là đích đáng. Quyền năng lòng thơ xót Chúa được Tỏ hiện ra để cho người ta không dám coi thường nữa. Để cho người ta không dám lợn mặt, để cho người ta không dám lộng quyền nữa, lộng hành nữa. Trong bài tin mừng cũng vậy. Một số trong bọn họ muốn bắt người nhưng chẳng có ai tra tay bắt. Đức Giêsu đến làm cho dân chúng vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ người thì bảo ông này là đức Kitô người thấy tại sao mà đức Kitô lại xuất thân từ Galilee sao được người thì bảo ông là một ngôn sứ vân vân và người ta đâm ra chia rẽ vì đức Giêsu cũng chính đức Giêsu cũng đã nói ta đến không phải để đem hòa bình nhưng mà gây sự chia rẽ giữa cha mẹ với con cái giữa anh em với nhau như vợ chồng với nhau con chống lại cha mẹ cha mẹ chống lại con và vân vân và vân vân khi chúa đến không phải là Chúa làm cho người ta chia rẽ, nhưng mà vì Chúa là ánh sáng đến, là chân lý đến, người nhận và người không nhận được. Người nhận ánh sáng, người không nhận ánh sáng thì trở thành sự chia rẽ là như vậy. Người tin và kẻ không tin. Người tin thì tôn vinh Chúa, kẻ không tin thì tìm mọi cách giết Chúa, tìm mọi cách tiêu diệt công việc lo mát tin mừng của Chúa. Trong gia đình cũng vậy thôi. Có khi vì lòng thương cho Chúa mà um, gia đình anh chia rẽ phải không? Vâng. Anh muốn đi lòng thương cho Chúa, vợ anh sao? Vợ không cho. À, vợ chỉ muốn anh đi tìm, kiếm tiền thôi. Vâng. Có đúng thế không ạ? Vâng đúng. Đó, Vợ muốn anh đi kiếm tiền, còn anh thì đi loan truyền lòng thương cho Chúa, đi cầu nguyện lòng thương cho Chúa, rỗi hơi. Đọc kinh rồi, phải có tiền đâu mà làm cho người ta chia rẽ. Rồi thì chị uh, chị đau ốm chị bệnh tật chị chạy thầy, thầy dạy thuốc hết mọi chỗ rồi chẳng được chạy đến với lòng thương cho Chúa rồi Chúa thương Chúa chữa lành cho chị người, người khác thì không tin ừ, bị đặt bày đặt chứ làm gì có Chúa nào Chúa chữa phải có thuốc chứ tôi đã chạy thầy chạy thuốc hết rồi mà không khỏi tôi đến với lòng thương cho Chúa Chúa chữa lành cho tôi nhưng mà ta không tin lại gây chia rẽ thế không ạ rồi anh lên làm chứng là anh được hoán cải mấy năm xì ghé Ba năm xì ghé anh làm được ơn hoán cải quay trở về bảo thằng đó nó bày đặt nó 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 nó, nó, nó như làm gì có. Nhưng mà anh biết chắc rằng anh là người như thế mà người thật việc thật mà nhưng mà người ta không tin và vì thế gây ra chia rẽ. Chia rẽ như việc tin và không tin quy phục lòng thương cho Chúa hay là không quy phục đi theo con đường lòng thương cho Chúa hay là không đi theo và đó là sự chia rẽ chỉ rẽ để rạch ròi giữa đâu là ánh sáng và đâu là bóng tối. Không có thỏa hiệp được. Không có nhập nhằng được. Không có thể làm tôi hai chủ được. Không có mến chủ này và mến cả chủ kia. Không. Một là yêu chủ này thì ghét chủ nọ. Ghét chủ nọ thì yêu chủ kia. Chú mời gọi mỗi một người chúng ta có lập trường của mình rõ ràng, dứt khoát. Chúng ta thấy những người có chức có quyền thì lại không tin vào lòng thương xót Chúa tìm mọi cách ngăn cản, tìm mọi cách chống phá và thậm chí là tìm một cách tiêu diệt. Còn những người dân đơn sơ, những người lính được đi rình xong rồi đi coi rồi điệu Đức Giêsu về thì họ lại không làm chuyện đó. Vì họ nói rằng là xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy. Họ bảo, cũng bị mê hoặc rồi hay sao? Trong hàng ngũ thủ lãnh có ai tin đâu. Còn thứ dân đen này này Dân mà bị nguyên rủa này này Nó mới tin thôi Bây giờ cũng vậy Rất nhiều người nghèo khổ Đau ốm bệnh tật vùng sâu vùng xa Người dân tộc Người bỏ đạo Người chối đạo Người không có đạo Họ lại ùn ùn đi theo lòng thương xót Chúa Trong khi đó Những người có chức có quyền Những người có học thức Những người có bằng cấp Những người có học vị Thì lại tìm mọi cách để mà uh, Chống phá Không tin Hoặc là thờ ơ không biết không cộng tác không tích cực đóng góp trong công việc loan truyền lòng thương cho Chúa này. Đó. Ngày xưa người lính canh thì bảo tôi chưa thấy có ai nói năng như người ấy, chưa hề thấy có ai nói năng được như là Đức Giêsu. và khi những người mà tin vào lòng thương xót Chúa những linh mục tin vào lòng thương xót Chúa thì chính Chúa nói ta sẽ xích dầu vào môi miệng người ấy để những gì người ấy nói tác động được đến trái tim của người nghe để họ tin vào lòng thương xót Chúa Thì những linh mục mà dám can đảm mạnh dạn đi loan truyền lòng thương xót Chúa Mặc dù mình không có biết gì Nhưng mà chính Chúa sẽ tỏ lộ cho mình biết Chính Chúa sẽ xích điều vào môi miệng mình Để mình nói những lời chân thành phát xuất từ trái tim Thì nó sẽ đến đụng vào trái tim của những người nghe Cho nên những người lính bảo là tôi chưa hề thấy ai ăn nói như người ấy cả Tại vì Đức Giêsu đã đứng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót. Những lời Ngài nói thì là những việc Ngài làm là một. Cho nên có sức tác động nơi người nghe. Chúng ta ngày hôm nay thương chị em và các bạn, mỗi người mình tin vào Đức Giêsu, đón nhận lòng thương xót của Chúa và ra về thực hành lòng thương xót Chúa để làm chứng cho lòng thương xót Chúa, để nói cho mọi người về quyền năng lòng thương xót của Chúa đang thể hiện cho cuộc đời của tôi đây này. Và khi mình nói năng, mình hành động như thế thì có thể sẽ gây ra người tin kẻ không tin. Ngay trong gia đình mình cũng có, phải không? Và chuyện đó là chuyện bình thường. Đức Giêsu đã trải qua con đường đó thì chúng ta đi theo Đức Giêsu cũng đi vào con đường đó. Rồi có những người như là Nicodemo dám mạnh dạn bênh vực. Dù ông không phải là tông đồ chính thức mà tông đồ trong bóng tối thôi ông rất mến giáo lý của Đức Giêsu ban đêm đến để mà học hỏi ban đêm để mà đàm đạo với ngài mến phục ngài nhưng mà vì ông sợ ở những người có chức có quyền cho nên là thôi tránh voi chẳng xấu mặt nào ông âm thầm lặng lẽ đến Đức Giêsu ban đêm và trong việc mà hạ xác chúa xuống thì ông yuse ông Nicodemo đã dám can đảm đến mà hạ xác chúa xuống trong khi các tông đồ bỏ trốn sợ hết và hôm nay ông cũng là người dám mạnh dạn nói rằng là lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Trước khi nghe người ấy nói, trước khi biết người ấy không được phép kết án. Lề luật không cho phép làm như vậy. Đây chưa biết ông ấy là ai, chưa thấy rõ việc ông ấy làm mà đòi kết án ông ấy là bất công lề luật không cho phép. Và ngày hôm nay xin các bạn cũng nhớ dùng cái điều đó. Chúng ta cậy mình có chức, có quyền để mình lên án, kết án những người đi theo con đường lòng thơ giót chúa hay là những người không hợp với ý của mình. Mình đã gặp họ chưa? Mình đã biết họ làm cái gì chưa? Mà vội kết án. Có những người chưa hề biết tôi, chưa hề biết dấu điểm tin mừng ở đâu mà cũng vội vã lên mạng viết bài chống đối này, chống đối kia đủ thứ. Họ đã đến giáo điểm tin mừng chưa? Chưa. Mới gặp cha Long chưa? Chưa. Có biết cha là ai chưa? Chưa. Mà chỉ bảo nghe nói nghe nghe đồn tuần nghe nói nghe đồn mà mình dám kết án người khác chưa được đâu gặp trận này, tận mắt bắt tận tay mà tiếp xúc tận mặt đi mà còn chưa chắc đi ăn thua gì đây này chưa hiểu được hết mà. cho nên khi mà mình không nắm được hết mà mình chưa gặp được hết chưa biết hết thì đừng vội kết án ai cả lề luật không cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy nói và biết người ấy làm gì. Ta không biết người ấy, ta chưa biết người ấy làm gì, ta chỉ nghe nói, nghe đồn mà đã vội rêu rao kết án người khác. Ta đã làm sai con đường mà Chúa đã đi rồi, đi chật con đường Chúa đã đi rồi và không làm đúng theo những gì Chúa mời gọi chúng ta sống. Xin Chúa cho anh chị em mình có được niềm tin vững chắc giữa những khó khăn thử thách trong cuộc sống và biết rằng là mọi biến cố sẽ đến đều nằm trong thánh ý của Ngài và không bao giờ vội vã kết án bất cứ ai khi chưa biết họ và chưa biết việc họ làm. Mình xin và các bạn mở kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 9 cùng đọc kinh rất lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự cùng ước ao chịu lây chúa trong linh hồn con song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu chúa cho thật được thì xin chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy chẳng khác gì như chúa đã ngự vào thật thì con xin nậm lấy cùng hợp làm một cùng chúa cho chọn xin chúa chờ để cho con lìa bỏ chúa bao giờ amen chúa ở cùng anh chị em xin thiên chúa toàn năng là cha và con và thanh thần ban phúc lành cho anh chị em Amen. chúc anh chị em luôn được bình an Amen. vẫn đợi chờ con chờ con trở về với chúa chờ con dù hết tội đời xin cho con một trái tim nồng ấm đừng thờ ơ với mọi người xung quanh hãy đến với lòng cho chúa để được chúa thứ tha lỗi lầm dù tội con có đó như son chúa vẫn tha khi con cầu khẩn